Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại thành phố Rio de Janeiro hôm 17 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam-Brazil đến nay hội tụ các điểm tương đồng. Từ đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brazil lên đối tác chiến lược và ra tuyên bố chung Việt Nam-Brazil về nâng cấp quan hệ. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh, nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo sĩ quan, công nghiệp quốc phòng và thương mại quốc phòng, hậu cần, quân y gìn giữ hòa bình trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký vào tháng 9 năm 2023, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng. Tổng thống Lula da Silva nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước thời gian tới, bao gồm đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt ở cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết. Tổng thống Brazil ghi nhận tích cực các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm khởi động đàm phán một hiệp định thương mại tự do với khối thị trường Trung Nam Mỹ trong năm 2025 nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào công cuộc phát triển của mỗi nước. Hai lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các vấn đề quản trị toàn cầu, cải tổ Liên Hợp Quốc, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, chia sẻ quan điểm cần giải quyết các bất đồng tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 17 tháng 11 tiếp Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn Hàng không và Công nghiệp Vũ trụ Embraer, nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 thế giới tại Brazil. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Embraer mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện, trao đổi về chiến lược với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong khai thác các đường bay từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo. Hãng cũng muốn hợp tác thương mại quốc phòng, trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu khai thác các không gian phát triển mới, gồm không gian vũ trụ, ngầm, biển. Việt Nam cũng có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực hàng không như vị trí địa lý thuận lợi, phạm vi trong khoảng 5 giờ bay từ Việt Nam đã bao phủ phần diện tích chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu. Mặt khác, nhu cầu hàng không trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng tăng, cùng với đó là thu nhập, đời sống của người dân tăng cao và xu thế giao lưu, hợp tác. Do đó, Việt Nam muốn trở thành trung tâm trung chuyển hàng không và thúc đẩy hợp tác với các đối tác, trong đó có Embraer. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 18 tháng 11, bão Manny trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 15 và đang theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Đến 4 giờ ngày mai, 19 tháng 11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất là cấp 10, giật cấp 12 và đi chệch hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ngoài khơi, khu vực Trung Trung Bộ. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang có mức gió khoảng 126 km/h. Khi bão đi đến gần đảo Hải Nam Trung Quốc, giảm còn 83 km/h và suy yếu khi vào vùng biển Trung Trung Bộ. Đài Hồng Kông cũng có nhận định tương tự về hướng đi và sự suy yếu nhanh của bão Manny. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi vào Biển Đông, bão Manny gặp khối không khí lạnh ở lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, đồng thời gặp bề mặt nước biển nhiệt độ lạnh, cộng gió Đông Bắc khô sẽ suy yếu dần và tan trước khi ảnh hưởng đến đất liền.
Sau 6 năm đình trệ, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức dừng hợp đồng BOT dự án đường nối Võ Văn Kiệt cao tốc Trung Lương dài gần 3 km, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư BOT Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Động thái này được đưa ra do quá trình triển khai, hai đơn vị này có những vi phạm nghiêm trọng trong hợp đồng BOT đã ký với thành phố. Nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện dự án hiện không chứng minh được nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Họ cũng không phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ và các tài liệu liên quan để thành phố xác định khối lượng công việc đã hoàn thành tại công trình nên không đủ cơ sở để thanh toán. Việc đơn phương dừng hợp đồng BOT giúp Thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp tục hoàn thiện dự án. Chính quyền thành phố dự tính chuyển dự án này sang đầu tư công với các hạng mục còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác. Trước đó, trên địa bàn thành phố từng có công trình tương tự là cầu Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân cũng dừng hợp đồng BOT trước hạn và chuyển qua dùng vốn ngân sách. Truyền thông Mỹ nói ông Biden đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu nằm sâu trong đất Nga, thay đổi lớn về chính sách. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên ngày 17 tháng 11 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ chuyển giao để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong những ngày tới, sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn tối đa 300 km. Tờ Washington Post và hãng thông tấn AFP cũng đưa ra thông tin tương tự. Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine cho biết nhiều phương tiện truyền thông nói chúng tôi đã được cấp phép thực hiện các hành động phù hợp. Tuy nhiên, đòn tập kích không được thực hiện bằng lời nói mà tên lửa sẽ tự lên tiếng. Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận, nhưng quan chức nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump không phản hồi câu hỏi liệu ông và các cố vấn có được báo trước về quyết định có tác động lớn đến chiến sự hay không. Steve Trung, giám đốc truyền thông của nhóm chuyển giao quyền lực cho hay, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định ông ấy là người duy nhất có thể đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán, hòa bình và hướng tới chấm dứt chiến sự, kết thúc sự khổ đau. Về phía Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện cảnh báo động thái của Mỹ có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Nghị sĩ Andrei Klysak, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga, cho rằng phương Tây đã đưa ra quyết định leo thang có thể khiến nhà nước Ukraine hoàn toàn sụp đổ vào ngày hôm sau. Trong khi đó, Ba Lan, một trong các nước hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine, lên tiếng hoan nghênh thông tin. Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội, Tổng thống Biden đã phản ứng bằng ngôn ngữ mà người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể hiểu được. Như vậy, nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là thay đổi lớn về chính sách của Washington do chính quyền ông Biden trong thời gian dài đã từ chối gỡ rào vũ khí cho Kiev vì lo ngại căng thẳng gia tăng, bất chấp lời kêu gọi của giới chức Ukraine. Điện Kremlin từng cảnh báo động thái như vậy sẽ là bước leo thang lớn trong xung đột. Một số quan chức Mỹ nhận định hành động của ông Biden khó thay đổi cục diện chiến trường về tổng thể, song vẫn có thể giúp ích cho Ukraine vào thời điểm Nga đang đạt được nhiều bước tiến lớn, đồng thời tạo điều kiện để Kiev có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán nếu hai bên đồng ý đối thoại. Thông tin Washington đồng ý gỡ rào vũ khí cho Kiev được công bố sau khi quân đội Nga phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Biden bị đồng minh của ông Trump chỉ trích gay gắt sau thông tin Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Taylor Greene, một người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống đắc cử Donald Trump, đăng lên mạng xã hội X ngày 17 tháng 11. Khi gần kết thúc nhiệm kỳ, Joe Biden đang nỗ lực một cách nguy hiểm để bắt đầu thế chiến thứ ba bằng cách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Bình luận này được Green đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ chuyển giao để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
cuộc tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong những ngày tới, sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn tối đa 300 km. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee viết rằng quyết định của Tổng thống Biden cho thấy phe dân chủ theo đường lối tự do, thích chiến tranh và chiến tranh tạo cơ hội để bộ máy chính phủ phình to. Tỷ phú Elon Musk, người được ông Trump bổ nhiệm làm đồng phụ trách ban hiệu suất chính phủ để tinh giản bộ máy, chia sẻ lại bài đăng này kèm dòng chú thích: đúng là thế. Tương tự, con trai cả của ông Trump chỉ trích những người đưa ra quyết định này là xuẩn ngốc. Ông nói ngành công nghiệp quân sự dường như muốn đảm bảo thế chiến thứ ba sẽ nổ ra trước khi bố tôi có cơ hội tạo dựng hòa bình và cứu người.